Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức mùng 1 Tết năm Giáp Thìn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy một mùa xuân nữa đã về trên quê hương Hưng Yên. Xuân Giáp Thìn 2024 đem đến cho Hưng Yên một nền tảng thế và lực ở tầm cao mới, cùng khát vọng quyết tâm nỗ lực lớn lao để phấn đấu về đích các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và hướng đến mục tiêu đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương. Thay mặt những người làm chương trình, xin gửi lời chúc năm mới Giáp Thìn an khang thịnh vượng tới quý vị và các bạn. Trong chương trình thời sự đặc biệt chào đón năm mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lời chúc Tết Xuân Giáp Thìn năm 2024 của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Tiếp theo là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Phản ánh không khí bắn pháo hoa đón giao thừa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng nhìn lại những kết quả toàn diện ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023, góp phần quan trọng nâng thế và lực của tỉnh Hưng Yên lên một tầm cao mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để làm rõ hơn những kết quả đạt được của tỉnh Hưng Yên năm 2023. Quý vị và các bạn, chúng ta đã bước sang thời khắc giao thoa của đất trời giữa năm cũ và năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Mở đầu chương trình thời sự chào đón năm mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lời chúc Tết Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Kính thưa đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ trong tỉnh, trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, tràn đầy cảm xúc và hy vọng, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể nhân dân, đồng bào, đồng chí, cán bộ, người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, những người con Hưng Yên xa quê và những người ngoài tỉnh đang cư trú, công tác, học tập tại tỉnh Hưng Yên. Năm Quý Mão 2023 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức và yếu tố tác động bất lợi, phức tạp, khó lường. Song tỉnh Hưng Yên tiếp tục đạt được những thành tựu phát triển toàn diện, nổi bật, tạo bước phát triển đột phá quan trọng, nâng tầm thế và lực của tỉnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện hơn. Kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn. Năm 2023 là năm thứ hai tỉnh Hưng Yên là một trong 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt thu ngân sách nhà nước lớn nhất và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện, quân sự, quốc phòng và an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội địa phương được bảo đảm. Đạt được kết quả to lớn trên là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị với tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến hy sinh của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Thành tựu phát triển năm 2023 và của nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 có thêm cơ sở thực tiễn và củng cố niềm tin về việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân, đồng bào, đồng chí, cán bộ, người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ta về những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn trong năm qua. Năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và tâm thế mới, khí thế mới, toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân của tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực tự cường, không ngừng đổi mới sáng tạo, kiên định, kiên trì mục tiêu định hướng đổi mới và chiến lược phát triển, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Hưng Yên, hưng thịnh, yên bình, giàu đẹp, hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vượt qua mọi khó khăn,
thách thức để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới và phát triển, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp mạnh đến năm 2030 và là thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2037. Với hy vọng, năm mới Giáp Thìn 2024 mang lại nhiều thời cơ, vận hội mới và nhiều điều tốt lành đến với thế giới, đất nước, quê hương Hưng Yên. Với thế và lực mới, quyết tâm mới, tỉnh Hưng Yên và nhân dân ta nhất định đạt được nhiều tiến bộ mới và thắng lợi mới to lớn hơn. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, một lần nữa tôi kính chúc toàn thể nhân dân, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ta mạnh khỏe, hạnh phúc và đại thành công. Mừng xuân mới nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Chào thân ái. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều tổ chức chương trình đón giao thừa xuân Giáp Thìn với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, tại 8 điểm ở 7 huyện, thị xã, thành phố diễn ra hoạt động bắn pháo hoa, đem đến sự mãn nhãn, tinh thần phấn khởi cho hàng nghìn người dân. Phản ánh của các phóng viên thời sự trong đêm giao thừa. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đón năm mới trong thời tiết rét đậm. Thế nhưng tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, nhiệt độ dường như trở nên cao hơn bởi dòng người đang đổ dồn về đây chờ đón thời khắc đất trời chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, năm nay anh Toàn mới có dịp về quê đón Tết. Ở Nhật Bản, cộng đồng người Việt cũng đón giao thừa, cũng mừng năm mới. Nhưng với anh, Tết chỉ trọn vẹn khi được ở bên gia đình người thân, ngắm nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời quê hương. Thật sự là tôi rất là háo hức, cảm giác nó rất là hồi hộp. Sang năm mới thì mình cũng ước vọng nhiều sức khỏe và cố gắng công tác thật tốt để sang năm lại được về quê tiếp. Chị Lương làm dâu ở Hưng Yên gần 20 năm, nhưng đây là lần thứ hai ăn Tết ở quê chồng và cũng là lần đầu tiên chị đón giao thừa tại thành phố Hưng Yên. Rời quê hương và Biên Hòa lập nghiệp đã hơn 20 năm nên Tết năm nay đặc biệt với cả gia đình anh chị. Đường phố thành phố Hưng Yên rất là rộng mà con người thì cũng rất là mến khách. Tết ở Hưng Yên rất là ấm cúng. Những Tết sau có thể là mình sẽ đòi chồng để được về quê chồng ăn Tết. Tôi cảm thấy rất là tuyệt vời vì tôi không nghĩ rằng là quê hương mình có thể phát triển một cách hoành tráng như thế này. Trong đêm giao thừa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới với 14 tiết mục thuộc nhiều thể loại lồng ghép, trong đó là những giá trị văn hóa, nghệ thuật đa dạng. Đất trời đã chính thức vào xuân, những gương mặt háo hức, những nụ cười rực rỡ, biển người cùng hân hoan đón chào năm mới, tràn ngập niềm tin và hy vọng. Mong muốn là có một mùa xuân ấm áp đến với cả thành viên trong gia đình cùng với toàn xã hội. Mong một năm kinh tế phát triển tốt hơn để tất cả những người dân ở Việt Nam mình có cuộc sống tốt hơn. Em mong cho quê hương càng ngày càng phát triển và giàu mạnh hơn. Mọi người đều có một năm mới là vui vẻ, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công hơn. Tại khu nhà ở phố mới ở huyện Văn Giang, các tiết mục văn nghệ biểu diễn từ 21 giờ đến 0 giờ. Trên sân khấu ngoài trời, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, những ước nguyện đầu xuân đã được gửi gắm. Cháu mong muốn bố mẹ cháu là luôn hạnh phúc, rồi vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong công việc. Cháu muốn là đạt học sinh giỏi. Đầu xuân là tôi mong ước là cái thứ nhất là làm sao cho gia đình nhà tôi mạnh khỏe, làm ăn để phát đạt. Mong ước của em đầu tiên là sức khỏe là dồi dào, công việc là thuận lợi, nhà nhà là yên vui. Tại khu đô thị Ocean Park 3, nhà đầu tư Vinhome tổ chức đại nhạc hội trên quảng trường Grande Juvenis từ 20 giờ đến giao thừa. Sau đó có màn đếm ngược cao đao và pháo hoa chào Tết Grand World 2024. Thời tiết khô ráo thuận lợi cho du xuân, cộng với chương trình ca nhạc hấp dẫn, đêm hội pháo hoa mãn nhãn tạo tinh thần phấn khởi cho nhân dân vui Tết đón xuân Giáp Thìn.
tới đây, Vinhome Ocean Park 3 lượng người vẫn rất là đông. Đêm giao thừa, khắp các ngã đường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào rực rỡ ánh đèn cờ hoa. Đông đảo tầng lớp nhân dân tập trung về khu trung tâm thị xã tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ và thưởng thức màn pháo hoa. Năm nay thị xã tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với 120 dàn kéo dài 15 phút. Cùng với các hoạt động đón giao thừa, trong dịp Tết này, thị xã còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao và các lễ hội truyền thống đầu xuân, tạo không khí sôi nổi vui tươi phấn khởi chào đón năm mới. Tại huyện Ân Thi, không khí đón giao thừa rộn ràng với chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa tại trung tâm huyện thu hút đông đảo người dân đến từ thị trấn Ân Thi và nhiều xã lân cận. Đúng 00 giờ 00 phút đêm giao thừa Tết Giáp Thìn, tại khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện, chương trình bắn pháo hoa bắt đầu, đem lại không khí vui tươi phấn khởi. Chúng tôi rất vui mừng là năm nay huyện tổ chức bắn pháo hoa để đón chào năm mới Giáp Thìn. Tôi chúc toàn thể mọi người là mạnh khỏe và tôi mong rằng huyện sẽ tổ chức nhiều hoạt động và nhiều chương trình múa hát rồi là mừng đảng mừng xuân. Đêm giao thừa tại trung tâm huyện Văn Lâm, các đoàn viên thanh niên thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ, ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, những thành tựu đổi mới trên quê hương. Năm nay, huyện Văn Lâm tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm văn hóa huyện với thời gian 15 phút. Những màn pháo hoa rực rỡ, lung linh nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm đồng lòng ra sức thi đua xây dựng huyện Văn Lâm ngày càng giàu đẹp văn minh. Huyện Khoái Châu cũng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tại chương trình, hàng chục tiết mục múa hát được trình diễn với các thể loại tốp ca, đơn ca, song ca đến từ các câu lạc bộ đội văn nghệ trên địa bàn huyện biểu diễn. Sau chương trình giao lưu văn nghệ là màn bắn pháo hoa diễn ra trong không khí tràn ngập niềm vui, sự hân hoan đón Tết cổ truyền của dân tộc, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân đổi mới. Chương trình bắn pháo hoa mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của huyện Yên Mỹ được tổ chức tại khu vực nhà văn hóa trung tâm huyện. Năm nay, huyện Yên Mỹ tổ chức bắn pháo hoa với số lượng 150 dàn, nhiều thứ nhì tỉnh, chỉ sau thành phố Hưng Yên. Chương trình kéo dài 15 phút, thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện tham gia. Toàn bộ kinh phí được xã hội hóa từ các doanh nghiệp. Quý vị và các bạn, trong lời chúc Tết Xuân Giáp Thìn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã khẳng định năm Quý Mão 2023 đi qua với nhiều khó khăn thách thức và yếu tố tác động bất lợi, phức tạp, khó lường. Song tỉnh Hưng Yên tiếp tục đạt được những thành tựu phát triển toàn diện, nổi bật, tạo bước đột phá quan trọng, nâng tầm thế và lực của tỉnh. Hòa cùng không khí hân hoan phấn khởi của Xuân mới Giáp Thìn, chúng ta cùng nhìn lại những điểm sáng trong sự phát triển của tỉnh Hưng Yên năm 2023 với nhiều con số ấn tượng kỷ lục. Tăng trưởng GDP năm 2023 của Hưng Yên đạt 10,05%, gấp đôi so với mức tăng trưởng GDP của cả nước và xếp thứ 7 toàn quốc. Quy mô nền kinh tế đạt kỷ lục 143.000 tỷ đồng, vượt qua cả một số thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 70.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách đạt 33.100 tỷ đồng, vượt 44% so với dự toán, xếp trong top 10 cả nước. Hưng Yên tiếp tục tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về trung ương. Xưa nay chúng ta vẫn hay nói rất nhiều, kể cả các cái địa phương mà tự cân đối cũng như rất nhiều địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, đó là ngân sách địa phương của chúng ta hầu hết là trông chờ vào từ nguồn thu từ đất đai. Hưng Yên là một tỉnh giáp với Hà Nội và cũng có những cái lợi thế nhất định về quỹ đất cũng như cái khả năng thu ngân sách từ đất đai, nhưng cái ngân sách năm 2023 lại không dựa nhiều vào đất đai mà chúng ta đã dựa vào những nguồn thu nó có cái nguồn gốc và nó có cái cơ sở vững chắc hơn rất nhiều, đó chính là cái phát triển kinh tế trên chính địa bàn. Năm 2023 đánh dấu sự đột phá về hệ thống giao thông với trên 430 km đường các loại được thực hiện, kinh phí trên 7.700 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2022. Đường đối hai cao tốc cùng đường song hành hai bên được thông xe kỹ thuật, trở thành con đường to đẹp nhất Hưng Yên với 10 làn xe. Đường Tân Phúc Võng Phan gần 3.000 tỷ đồng được khởi công. Đặc biệt, dự án đường vành đai 4 đang được tích cực triển khai.
Những tuyến đường không chỉ nối các địa phương đến gần với nhau hơn, mà với những con đường ngắn nhất, hiện đại nhất, hàng hóa sẽ được lưu thông nhiều hơn, các nguồn lực sẽ được khơi thông một cách mạnh mẽ hơn. Đại lộ Sinh Đại Phú. Năm qua, toàn tỉnh giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 210 ha đất cụm công nghiệp, khởi công 3 khu công nghiệp lớn và 4 cụm công nghiệp. Hưng Yên nằm trong phân khúc thị trường bất động sản công nghiệp cấp 1 hấp dẫn nhất ở miền Bắc và đang sẵn sàng lót ổ đón đại bàng. Năm 2023, lãnh đạo tỉnh có một số chuyến tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công du nước ngoài như tham dự diễn đàn APEC tại Hoa Kỳ, diễn đàn kinh tế Việt Nam, Nhật Bản tại Tokyo. Qua đó, nhiều cuộc xúc tiến đầu tư hoạt động hợp tác giữa Hưng Yên với các đối tác lớn được ký kết. Những nỗ lực tích cực ấy giúp năm 2023, Hưng Yên thu hút được nguồn vốn đầu tư kỷ lục tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng đạt kỷ lục 1,05 tỷ đô la Mỹ, dù cho bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Quả ngọt vẫn sinh sôi khi tích cực gieo trồng vun sới. Chỉ số PCI của Hưng Yên vươn 25 bậc lên thứ 14 của cả nước, năng lực điều hành của chính quyền tỉnh được đánh giá cao. Nhà những cái nỗ lực của tỉnh Hưng Yên chúng tôi rất là ấn tượng, đặc biệt là ở các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại tỉnh Hưng Yên, tất cả mọi người đều là chưa có gì bất mãn đối với tỉnh Hưng Yên. Đột phá về phát triển kinh tế, Hưng Yên cũng hướng đến sự phát triển bao trùm. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,93% xuống còn 0,86%, một bước giảm ngoạn mục để hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5% vào năm 2025. Là thị trường bất động sản đô thị sôi động phía Đông Hà Nội, Hưng Yên cũng đang dần trở thành nơi đáng sống với hàng loạt đô thị sinh thái hiện đại quy mô lớn đang được triển khai như Đại Đô Thị, Eco Park, Ocean Park 2 và 3. Những kết quả toàn diện nổi bật nâng tầm thế và lực của tỉnh Hưng Yên nêu trên xuất phát từ tư duy nghĩ lớn, làm lớn, quyết tâm tạo đột phá cùng những giải pháp căn cơ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để làm rõ hơn về các nội dung này. Tới thời điểm năm 2023 thì tất cả các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội thì cơ bản là đến nay đã thực hiện hoàn thành vượt mức. Ví dụ như về tốc độ tăng trưởng, trong nghị quyết của đại hội thì đến năm 2025 và hàng năm bình quân mỗi năm là tốc độ tăng trưởng khoảng 7.5 đến 8.5%. Năm 2021 trước cái đại dịch Covid rất là lớn, ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động doanh nghiệp, nhiều tỉnh là tăng trưởng âm, trong đó toàn quốc cũng tăng trưởng âm. Nên năm 2021 thì tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên ở mức cao, tốc đầu trong toàn quốc, tức là tốc độ tăng trưởng khoảng 8%. Năm 2022, trước cái bối cảnh giữa Nga và Ukraine chiến tranh xảy ra thì nhiều tỉnh cũng phát triển âm và tốc độ tăng trưởng của toàn quốc thì khoảng trên 4%. Nhưng Hưng Yên đã đạt được khoảng 13,67%, là một trong những tỉnh đứng đầu toàn quốc về tốc độ tăng trưởng. Năm 2023 thì tốc độ tăng trưởng ở nhiều tỉnh vẫn còn tăng trưởng âm do chiến tranh Nga và Ukraine tiếp tục vẫn diễn ra và ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã bị cắt giảm các đơn hàng, phải cho công nhân nghỉ việc luân phiên. Những khó khăn nền kinh tế như vậy, nhưng Hưng Yên vẫn quyết tâm thực hiện thành công và thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Và tốc độ tăng trưởng năm 2023 của Hưng Yên là 10,05%, và đứng thứ 7 trong toàn quốc. Về thu ngân sách thì theo nghị quyết của đại hội là đến năm 2025 thì thu ngân sách Hưng Yên là 21.500 tỷ. Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện thì thu ngân sách của Hưng Yên đạt ở kết quả rất là cao. Năm 2020 thì thu ngân sách của Hưng Yên là 15.500 tỷ, đứng ở top 30 toàn quốc. Năm 2021 thì thu ngân sách của Hưng Yên là khoảng 19.700, thì đứng thứ 20 toàn quốc. Năm 2022 thì ngân sách của Hưng Yên thu được 51.400 tỷ, đứng thứ 5 toàn quốc. Năm 2023 thì thu sự ngân sách của Hưng Yên khoảng 33.100 tỷ, là đứng thứ 7 toàn quốc. Đây là một kết quả rất là cao, và so với lại nghị quyết đề ra thì chúng ta đã hoàn thành vượt mức ở mức xa. Với mục tiêu phát triển bao trùm, tiếp tục giảm hộ nghèo, quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội theo phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau,
nên khi đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách lớn, tỉnh Hưng Yên cũng rất quan tâm tới vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đi đối với phát triển kinh tế xã hội thì công tác an sinh xã hội của tỉnh Hưng Yên chúng ta thực hiện cũng rất là tốt. Theo mục tiêu của đại hội là đến năm 2025 thì tỷ lệ hộ nghèo cũng dưới 1%. Đầu nhiệm kỳ sau khi có tiêu chuẩn mới về hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều thì rất là cao. Thì lúc đó năm 2021 là Hưng Yên là 2,52%. Đây là một con số rất lớn. Thì đó đều hỏi là tập thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành rất lo lắng làm sao để thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội, giảm hộ nghèo ở mức thấp nhất. Chính vì vậy mà trong tỉnh đề ra nhiều các phương án. Thứ nhất là năm 2023 thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định tức là chuyển nước bảo trợ xã hội, tức là những người nghèo, người già, cô đơn, những người không có khả năng thoát nghèo, thân nghèo vĩnh viễn thì chuyển sang bảo trợ xã hội, tức là nuôi trợ đời. Thì toàn tỉnh Hưng Yên chúng ta có khoảng trên 7.000 hộ nghèo, thì có khoảng hơn 2.000 hộ nghèo là người già cô đơn, không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo, thì chuyển sang bảo trợ xã hội. Và còn lại những người mà nghèo mà có ruộng sản xuất thì tập trung cho đào tạo dạy nghề, nâng cao cái nhận thức về sản xuất để bà con biết để tăng gia sản xuất để thoát nghèo, và hơn những hộ cận nghèo thì không bị xuống hoàn thành hộ nghèo. Thế còn lại những người mà không có ruộng thì tăng cường công tác dạy nghề, đào tạo nghề để cho bà con rồi những con em hộ nghèo đó có điều kiện để làm việc ở các doanh nghiệp và các cái nhà máy thì có lương ổn định, thì để đảm bảo thì các hộ nghèo sẽ dần dần sẽ hết. Và tới nay thì toàn tỉnh Hưng Yên chỉ còn năm 2023 chỉ còn có 0,86%, đã dưới 1% để đạt được cái mục tiêu đại hội đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.